Om Namasaya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui được gặp lại bạn trong bài tập yoga khí công chữa bệnh cột sống và xương khớp. Bạn thân mến, trong những bài tập trước bạn vẫn tập luyện đều đặn cùng Nguyễn Hiếu đấy chứ. Nguyễn Hiếu hiểu được rằng khi mà tham gia khóa học này thì cơ thể có cái sự vận động và đặc biệt là những cái bộ phận xương cột sống rồi là hoặc là các khớp của chúng ta sẽ có một cái sự đau nhức. Tuy nhiên thì rất là chúc mừng bạn bởi vì khi mà các cái bộ phận đấy của chúng ta nó đau hơn bình thường, đó là một cái sự tiếp nhận máu dưỡng khí để nuôi dưỡng và phục hồi dần các khớp xương và cột sống của chúng ta. Chính vì vậy, bạn đừng có nản lòng, vẫn tiếp tục chịu đựng và luyện tập cùng Nguyễn Hiếu hàng ngày. Nguyễn Hiếu tin rằng chỉ sau vài ba tháng luyện tập như vậy thì cơ thể bạn sẽ có một sức khỏe ổn định, xương khớp được dẻo dai và phục hồi trở lại hết sức nhanh chóng. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với bài tập yoga phục hồi chữa bệnh cột sống cùng Nguyễn Hiếu nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Bạn hãy đứng mở rộng hai chân bằng vai giống như Nguyễn Hiếu đang đứng. Rồi bạn sẵn sàng chưa? Hãy điều chỉnh cơ thể đứng thật thoải mái, thả lỏng vai, thả lỏng và thư giãn cho khuôn mặt. Hai tay thả xuôi theo thân. Chúng ta tiếp tục với bài tập hít thở vận khí đến để nuôi dưỡng toàn bộ các cơ quan nội tạng, các tế bào và hệ thống xương khớp của chúng ta. Thả lỏng hai tay, thư giãn cho khuôn mặt. Chúng ta bắt đầu nào. Hít vào một hơi thật sâu. Từ từ bạn kiễng chân lên thế và vươn hai tay lên. Chắp tay lại thì hội tụ năng lượng luân chuyển đều khắp toàn bộ các bộ phận quan trọng trong cơ thể. Thở ra thật chậm rãi, hạ gót chân, hạ tay xuống. Chúng ta tập 10 lần như vậy, chậm rãi thôi nha. Lần 2, hít vào. Vươn hai tay lên, kiễng gót chân. Thở ra, nhẹ nhàng, hạ xuống. 3, hít vào. Đúng rồi, bạn hãy vươn cao và thẳng cánh tay lên nào, rất tốt. Thở ra, nhẹ nhàng hạ tay xuống. 4, hít vào. Chúng ta đang đưa khí tới toàn thân đó. Thở ra, từ từ hạ xuống. 5, hít vào thật sâu. Cảm nhận bụng phồng lên, ngực được nở ra và cánh tay vươn thẳng. Thở ra, hạ xuống. 7, hít vào. Thở ra, cảm nhận cơ thể đang thật sảng khoái và ấm nóng. 8, hít vào. Thở ra. 9, hít vào. Thở ra. Bạn hít thở hoàn toàn bằng mũi, nhịp cuối cùng hít vào. Vươn hai tay lên, kiễng thật cao và giữ ở đây, hít thở đều. 10 giây cùng Nguyễn Hiếu nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, từ từ hạ tay xuống và thả lỏng. Thư giãn thả lỏng cho hai vai nào. Bạn xoay vai ra sau. 1, 2, hít thở đều bằng mũi, 3, 4, 5, sau đó xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, và 1, rồi đưa thả lỏng cơ thể. Tiếp tục làm dẻo khởi động thư giãn cho phần khớp gối, hai tay chống vào đầu gối, chúng ta xoay vào trong, 1, 2, 3, 4, 5, xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, và 1, đưa cơ thể về vị trí ban đầu rồi từ từ nâng cơ thể lên. Thế rồi tiếp tục bạn mở rộng hai chân sang hai bên, khoảng cách 1 mét. Khoảng cách của hai chân khoảng chừng 1 mét, các ngón chân hướng thẳng về phía trước, lưng hông thẳng, hai tay xuôi theo thân. Được rồi ạ, từ từ hít vào, mở căng lồng ngực, căng tròn bụng thế, và quay người qua bên phải, thở ra,
hạ bàn tay trái cạnh bàn chân của bên phải, cánh tay phải vươn thẳng hướng mắt nhìn lên. Lần hai, hít vào, chậm rãi nâng cơ thể, thở ra, tiếp tục vặn người qua bên trái, vươn thẳng cánh tay trái, mở rộng các ngón tay, mắt hướng lên. Nhịp ba, hít vào, nâng cơ thể, thở ra, từ từ chống tay, vươn tay phải lên. 4, hít vào. Chúng ta tập 10 lần như vậy. Thở ra, duỗi thẳng lưng, vươn cánh tay, thế. 8, hít vào. 5, hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, vặn người xuống bên phải. 6, hít vào. Thở ra. 7, hít, nâng cơ thể lên, thở ra, vặn người qua bên phải, hít vào, thở ra. Và vòng cuối cùng, bạn hít vào thật sâu, nâng cơ thể lên, thở ra, vặn người qua bên phải, giữ đáy hít thở đều, vươn thẳng cánh tay. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, rồi từ từ hít, vặn nâng cơ thể lên, thở ra, vặn vặn qua bên trái, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều, hít vào, thở ra, rồi hít vào, vặn nâng tay và cơ thể lên, thở ra, thả lỏng, điều hòa hơi thở, hít vào thật sâu, thở ra từ từ, hít vào và thở ra. Bạn giữ nguyên tư thế đứng như vậy, hai chân mở rộng sang hai bên, giữ nguyên tư thế đứng. Nguyễn Hiếu xoay người để cho bạn dễ nhìn với cái tư thế này, tác động rất mạnh đến phần cơ lưng để làm săn chắc cơ lưng và đưa nguồn dưỡng chất về nuôi dưỡng cho xương sống và toàn bộ hệ thần kinh và cột sống của bạn. Hít vào, bạn vươn hai tay lên, thế bạn đan tay lại, lật ngược lòng bàn tay, rồi từ từ thở ra. Bạn bám chắc các ngón chân xuống dưới sàn, đẩy người về phía trước, lưng được duỗi thẳng, không cong lưng như này nha. Bạn duỗi và vươn thẳng lưng lên, thế đúng rồi. Nhịp hai, hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra. Vươn đẩy người về phía trước, động tác này sẽ hơi mỏi cái phần lưng và phần chân, nhưng bạn cố gắng lên. Chúng ta sẽ tập 5 lần. 3, hít vào, nâng vươn cơ thể lên, thế, rồi từ từ thở ra, đẩy dài người về phía trước. 4, hít vào, vươn thật căng để duỗi thẳng cột sống, thở ra. Từ từ đẩy cơ thể về phía trước, vươn dài tay, thì cuối cùng hít vào, vươn cơ thể lên, thế, rồi thở ra, đẩy người về phía trước, hóp siết chặt bụng lại, vươn dài tay, rồi từ từ hít vào, thật chậm rãi, nâng vươn hai tay lên, và thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, điều hòa hơi thở sau mỗi động tác. Hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Hít vào, rồi thở ra. Từ từ hít, bạn nâng vươn hai tay lên, thế, và hóp chặt bụng lại, gập cơ thể, đưa hai tay và chống về phía trước, và từ từ thu hai chân lại. Thu hai chân mở rộng bằng vai, tạo thành tư thế chữ V ngược. Sau đó bạn hãy nhón gót chân để làm dẻo cho phần cổ chân và các ngón khớp của ngón chân của bạn. Hít thở đều khi luyện tập động tác này. Nhấn sâu gót chân xuống và nhớ duỗi thẳng căng. Ta nhấn gót chân xuống lại, hít thở đều. Hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Sau đó nhẹ nhàng hít vào, bạn khiễng thật cao gót chân lên, thế. Rồi từ từ hạ phần đầu gối xuống, đẩy cơ thể trở về tư thế chuẩn bị con mèo
chỉnh cổ tay và vai thẳng hàng. Chúng ta tiếp tục với tư thế con mèo. Nhớ đầu gối chống mở rộng bằng vai, chống mũi chân mở rộng bằng vai. Chúng ta bắt đầu nào. Hít vào, bạn võng lưng xuống, nhớ siết chặt cái vùng cơ lưng khi võng, nâng vuông cằm và ngực lên. Vai của chúng ta được mở ra sau, ngực đẩy, nó không so vai như này ha. Bạn nhớ đẩy ngực vuông cằm lên rồi thở ra. Từ từ bạn hóp siết chặt bụng lại, cong lưng, cúi đầu xuống. Đầu lúc này sẽ ở giữa hai cánh tay của bạn. Chúng ta tập 10 lần, nhịp 2, hít vào. Thật sâu, đẩy ngực lên, rồi thở ra, từ từ. Hóp chặt bụng lại, đẩy cao cái phần lưng lên. Nếu như mà bạn đang có cái vấn đề gì về phần đầu gối mà chống này bị đau thì chúng ta có thể sử dụng cái tấm khăn, sử dụng cái tấm khăn và chúng ta chống cái phần đầu gối của chúng ta lại để nâng đỡ cho đầu gối chúng ta được mềm, đúng không ạ? Tiếp tục thứ ba, hít vào, đẩy ngực, vươn người lên, thế ngửa mặt, nâng cằm, mở to mắt, thở ra. Bạn hít thở hoàn toàn bằng mũi nhé, để chúng ta đẩy sạch khí thải ra khỏi cơ thể đó. 4, hít vào, nâng vươn cằm lên, đẩy ngực, thở ra. 5, hít vào thật sâu, đẩy ngực, nâng cằm lên, thở ra. Sáu, hít vào, đẩy ngực, nâng cằm, thở ra, từ từ hóp chặt bụng lại. Bảy, hít vào, bạn cảm thấy thế nào? Phần cột sống chuyển động sẽ mềm hơn được không nào? Thở ra, từ từ hóp chặt bụng lại. Tám, hít vào thật sâu, đẩy ngực, nâng cằm lên, thở ra, từ từ hóp chặt bụng lại, kéo cao lưng lên. 9, hít vào, đẩy ngực, nâng cằm, thở ra. 10, hít vào, võng lưng, đẩy ngực, nâng cằm lên, thế rồi thở ra, từ từ hóp chặt bụng lại, cúi đầu và thở hết. Sau đó hít vào, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, bạn ngửa lòng bàn chân, rồi từ từ hạ cơ thể xuống, vươn hai tay về phía trước, thư giãn thả lỏng ở tư thế em bé. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Hãy để cho cột sống của bạn được thả mềm mại trên lưng, cảm nhận sự thư giãn đang thư giãn cho từng đốt sống của bạn. Rồi từ từ hít vào, bạn nâng cơ thể lên, chống hai tay, để chống hai tay trở về tư thế quỳ như này, rồi hít vào một hơi thật sâu. Bạn nâng vươn tay phải, nâng vươn tay phải, rồi thở ra, bạn luồn tay phải qua bên trái, bạn hạ vai xuống, hướng mắt nhìn lên, cảm nhận sự vặn xoắn của vùng cơ thắt lưng của bạn. Nhịp 2, hít vào, nâng vươn hai tay, thế, rồi từ từ thở ra. Chúng ta tập mỗi bên 5 lần thật chậm rãi, hạ vai, hướng mắt nhìn lên. Nhịp 3, hít vào, nâng vươn tay phải, rồi thở ra, luồn tay phải qua bên trái nhé, hạ vai xuống, hướng mắt nhìn lên. 4, hít vào, nâng vươn tay mở ngực nào, rất tốt, bạn hãy vươn cao tay lên, thế, đúng rồi, và thở ra, từ từ, duỗi thẳng tay về phía bên trái, hướng mắt nhìn lên, hạ cái phần đầu của bên phải xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, nâng vươn hai tay lên,
đến và từ từ thở ra. Bạn vặn người qua bên trái, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. Rồi sau đó hít vào. Bạn nâng tay lên, thế, và thở ra, hạ tay xuống vị trí ban đầu, chúng ta đổi bên. Từ từ hít, bạn nâng vươn tay trái thẳng lên, cố gắng vươn thật thẳng nha bạn. Thở ra, luồn tay trái qua bên phải, hạ vai trái xuống, mắt nhìn lên. Nhịp 2, hít vào, nâng vươn tay lên, thở ra, luồn tay trái qua bên phải, hướng mắt nhìn lên. Nhịp 3, hít vào, vươn thật cao tay nè, đúng rồi, thở ra, luồn tay trái qua bên phải. 4, hít vào, vươn tay trái, thở ra, luồn tay trái qua bên phải, hướng mắt nhìn lên. Nhịp cuối, hít vào, bạn cố lên nào. Nhịp cuối rồi, vươn tay lên, rồi thở ra thật chậm rãi, kết hợp hơi thở di chuyển cùng động tác của bạn. Thở hết, hướng mắt nhìn lên, rồi từ từ hít vào. Bạn nâng vươn tay trái lên, thế, và thở ra, hạ tay xuống. Nhẹ nhàng, bạn lùi hông ra sau, rồi duỗi thẳng hai chân, chúng ta thư giãn, thả lỏng cho cổ tay, thả lỏng cho cổ tay của bạn. Thế, bạn đan hai tay lại và xoay, 1, 2, 3, 4, hít thở đều nha bạn, 5, rồi xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1, tiếp tục đến phần khuỷu tay ạ, mở tay sang hai bên, xoay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi từ từ hạ tay xuống, thả lỏng. Và bây giờ thì Nguyễn Hiếu sẽ gấp gọn cái tấm khăn này lại và chúng ta sẽ tiếp tục với những động tác tiếp theo nào. Xin mời bạn. Duỗi hai chân ra. Đúng rồi, duỗi hai chân, chúng ta thả lỏng cho khớp gối và khớp cổ chân của chúng ta. Hai tay chống ra phía sau, bạn rung rinh thả lỏng, rung rinh để thả lỏng cho cái phần đầu gối, khớp gối để giải phóng cái năng lượng ách tắc ở đầu gối. Thế và lắc lư hai chân, lắc lư hai cái phần cổ chân thật kỹ, bạn sẽ thấy rất là thoải mái, dễ chịu cho cổ chân của mình. Rồi khép hai chân lại, khép hai chân lại, rồi chúng ta quay sang phải, cả hai chân, 1, hít thở đều nha bạn, 2, 3, 4, 5, 10 nhịp ạ, 6, 7, 8, 9, 10, sau đó xoay ngược lại, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1, từ từ dựng chân lên thế. Và sau đó bạn khép hai chân lại, hai chân lại rồi duỗi cái mũi chân hướng về phía trước, hai tay đặt phần đầu gối. Chúng ta tiếp tục nè, hít vào, vươn hai tay lên, rồi thở ra, từ từ hạ tay xuống, hút dài cơ thể và tay vươn về phía trước. Nhịp 2, hít vào, vươn hai tay nè, thế, rồi tiếp tục chúng ta vuốt nè, từ khớp háng vươn dài tay qua chân. Nhịp 3, hít vào, chúng ta tập 10 lần như vậy, vươn tay lên, thế rồi thở ra, tiếp tục vươn thật dài, thật dài hai tay, duỗi thẳng cánh tay khi chúng ta vươn ra ngoài nhé. 4, hít vào, thở ra. 5, hít, vươn tay lên, thở ra, tiếp tục vuốt dài người về phía trước. 6, hít vào, thở ra. 7, hít, vươn tay lên, thở ra, tiếp tục vuốt dài tay về phía trước. 8, hít vào, thở ra.
Chín hít vươn tay lên. Thở ra, tiếp tục vuốt trượt dài tay qua chân. Nhịp cuối 10 hít vào. Vươn tay lên, thế rồi tiếp tục thở ra. Vuốt trượt dài tay qua chân và bạn giữ ở đây hít thở đều 10 giây cùng Nguyễn Hiếu. Hít vào thật sâu, vừa thở ra thật chậm. Hít bụng phình lên, thở ra sẹp sẹp bụng. Sau đó hít vào, nâng vươn hai tay lên, thở ra hạ tay xuống thả lỏng, co chụm hai bàn chân lại, co chụm hai bàn chân, thế và hai tay bạn đặt trên phần đầu gối, từ từ hít, bạn đẩy vươn dài người về phía trước, rồi thở ra, bạn hóp chặt bụng, cong lưng ra sau, siết chặt vùng cơ bụng. Thế nhịp 2, hít vào, chúng ta tập 10 là như vậy, đẩy võng lưng vươn mặt về phía trước, thở ra, hóp chặt bụng lại, cong lưng ra sau. 3, hít vào, đẩy người về phía trước, thở ra, cong lưng ra sau. 4, hít vào, đẩy ngược về trước nào, rồi thở ra, cong lưng ra sau. 5, hít vào, vươn và đẩy người về trước, thở ra, từ từ cong lưng ra sau. 6, hít vào. Bạn cố lên nha, đã chúng ta tập động tác này thì sẽ cảm nhận rất nhanh cái sự đàn hồi của cuộc sống. Thở ra. Động tác này còn làm khỏe cho vùng khớp háng á. 7, hít vào. Nạp khí nào, thở ra. 8, hít vào. Thở ra. 9, hít vào. 9, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối 10, hít vào. Đẩy ngược về trước, thế ạ. Rồi từ từ thở ra. Bạn cong lưng ra sau, cong sâu lưng ra sau, thế đúng rồi. Rồi từ từ hít vào, đưa cơ thể về trung tâm, thở ra, thả lỏng cho vùng hai tay của chúng ta. Bạn nhẹ nhàng co gập chân trái lại, co gập chân trái, nhấn sâu chân trái xuống. Thế và từ từ chúng ta dựng chân phải lên, dựng chân phải lên thế này, dựng thẳng đầu gối thẳng với cả vai, rồi hít vào. Bạn nâng vươn hai tay lên, thở ra, mở hai tay ra sau. Thế, bàn khuỷu tay trái ép chặt chân phải và bàn tay trái nắm bàn chân. Tay phải thì đưa sâu ra phía sau, mắt nhìn qua bên phải. Chúng ta tập 5 lần. 2, hít vào. Nâng vươn tay lên, thế rồi thở ra, tiếp tục vặn ngược qua bên phải. Nhịp 3, hít vào. Nâng vươn tay, thế rồi thở ra, vặn người qua bên phải, mắt nhìn qua vai. 4, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối 5, hít vào. Nâng vươn hai tay lên, thế rồi thở ra, từ từ vặn người qua bên phải. Rồi hít vào, nâng vươn hai tay lên, thở ra, bạn hạ tay xuống, thả lỏng, chúng ta đổi bên. Bạn co gập chân phải lại, dựng chân trái lên, đầu gối thẳng với cả phần vai. Chúng ta tiếp tục nào. Hít vào, nâng vươn hai tay để dẫn khí, rồi thở ra, bạn vặn mình qua bên trái, mắt nhìn qua vai trái. Nhịp 2, hít vào.
Thở ra. Ba, hít vào. Thở ra. Bốn, hít. Vân tay lên, rồi thở ra. Nhịp cuối năm, hít vào. Vươn tay lên, thở ra. Từ từ vặn qua bên trái, sau đó hít vào. Bạn nâng hai tay lên, thở ra, nhẹ nhàng hạ tay xuống, thả lỏng, co hai chân lại. Hai tay ôm đan lại vòng trước chân, từ từ hít, đẩy ngực về trước, thở ra, cong lưng ra sau, hai hít vào, đẩy ngực, thở ra, cong lưng ra sau, ba, hít vào, thở ra, bốn, hít, đẩy ngực về trước, thở ra, cong lưng ra sau, nhịp cuối năm, hít vào, rồi từ từ thở ra, cong lưng ra sau, thế sau đó hít. Bạn nâng cơ thể lên và thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Bạn duỗi dài hai chân ra phía trước nào, duỗi dài hai chân ra phía trước, rồi từ từ hạ khuỷu tay, chống khuỷu tay xuống, úp bàn tay. Chúng ta tiếp tục đạp xe để làm dẻo và khỏe cho vùng khớp gối, khớp háng. Bạn co hai chân lên, để ép sát cái phần đùi về phía bụng, tác động hỗ trợ xả khí độc trong cơ thể. Từ từ hít, nâng thẳng chân lên, thở ra, hạ xuống, nhịp hai, hít vào, thở ra, ba, hít, thở. Chúng ta tập 10 nhịp. 4, hít vào, thở ra, 5, hít, thở ra, 6, hít vào, thở ra, 7, hít, thở, 8, hít vào, thở ra, 9, hít, thở. Nhịp cuối 10, hít vào, cố lên nhé bạn. Thở ra, hạ chân xuống, rồi từ từ bạn nằm xuống. Bạn nằm xuống, để hai chân co lại sát về phía mông, mở rộng bằng vai đầu gối, ép sát lại với nhau, hai tay ôm vòng quanh phần rốn của bạn. Chúng ta tiếp tục nạp năng lượng cho cơ thể, hít vào, đẩy bụng phồng lên, thở ra, xẹp, siết sâu xuống, nhịp hai, hít vào, đẩy bụng phồng lên, thở ra, xẹp bụng lại, nhịp ba, hít vào, căng phồng bụng lên, thở ra, xẹp xuống, bốn, hít vào thật sâu, phình bụng lên, thở ra, năm, hít vào, bụng căng phồng lên, thở ra, từ từ xẹp xuống, sáu, hít vào, bụng phồng lên, thở ra, bảy, hít vào, thở ra, tám, hít vào thật sâu,
bụng phồng lên, thở. 9, hít vào, thở ra. Nhịp cuối 10, hít vào thật sâu, phồng bụng lên, thở ra từ từ. Sau đó, bạn mở rộng đầu gối sang hai bên và hai tay xuôi theo thân, gập cằm xuống. Chúng ta tiếp tục với động tác cây cầu, động tác cuối cùng để làm khỏe cho vùng khớp háng và cột sống của bạn. Hít vào, bạn nâng hông lên, rồi từ từ vươn hai tay lên. Tác động làm khỏe cho mở lồng ngực, khỏe khớp vai. Thở ra, hạ hông, hạ tay xuống. Nhịp 2, hít vào, nâng hông, vươn hai tay lên, thở ra, từ từ, hạ hông, hạ tay xuống. Nhịp 3, hít vào, chúng ta tập 10 lần, nâng hông, vươn tay lên, thở ra, chậm rãi, hạ xuống, thật chậm rãi thôi. 4, hít vào, nâng hông, vươn tay, thở ra, từ từ, hạ hông, hạ tay xuống. 5, hít vào, thở ra. 6, hít vào, nâng hông lên, bạn cố lên, nâng cao, nào cao lên thế, rồi thở ra, hạ xuống. 7, hít vào, thở ra. 8, hít, nâng hông, vươn tay lên, thở ra, từ từ hạ xuống. 9, hít vào, nâng hông, đẩy cao tay, vươn hông cao lên, thở ra, từ từ hạ xuống. Chúng ta tiếp tục một lần cuối nào. Hít vào, từ từ nâng hông lên, đẩy cao hông, vươn tay lên, thế rồi giữ ở đây, hít thở đều 10 nhịp cùng Nguyễn Hiếu. 10, 9, cố lên nào, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1, thở ra, hạ hông, hạ tay xuống, rất tốt. Chúng ta thư giãn, thả lỏng cho phần thắt lưng, bạn ôm vòng hai chân, lắc lư sang hai bên, hít thở đều nào, đúng rồi, rất tốt, hít vào thật sâu, và thở ra từ từ. Rồi nhẹ nhàng, bạn duỗi hai chân ra, hai tay xuôi theo thân, ngửa lòng bàn tay. Chúng ta cùng thư giãn, thả lỏng cho cơ thể. Hãy hít vào một hơi thật sâu, bụng phồng lên, thở ra, xẹp bụng ra. Hít vào, thở ra. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay,
xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, nghiêng đầu qua phải, qua trái, qua phải, qua trái, rồi đưa đầu về trung tâm. Bạn hãy khép chân lại, hít vào, vươn hai tay lên kéo giãn dài dài cho cột sống, rồi nâng bật cơ thể ngồi dậy. Như vậy là bài tập của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Bạn nhớ vận động luyện tập đều đặn thường xuyên cùng Nguyễn Hiếu. Một ngày bạn có thể tập hai lần như vậy, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều, để cơ thể các khớp xương của chúng ta có cái sự vận động nhiều hơn, hấp thụ nhanh hơn máu dưỡng khí để nuôi dưỡng, phục hồi hệ thống xương và cột sống của chúng ta, cho chúng ta sức khỏe thật là dồi dào và một tinh thần luôn luôn lạc quan, khỏe mạnh và tích cực bạn nhé. Xin chào và chúc bạn một ngày mới thật an lành và hạnh phúc. Om Namaskaya.